For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Vụ cô giáo bị học sinh nhốt, ném dép, kỷ luật luân chuyển hiệu trưởng. Vâng, thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã có báo cáo kết quả kiểm tra xử lý gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sự việc gây ra hậu quả nghiêm trọng, điều chuyển hiệu trưởng. Theo kết quả kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm đạo đức trong cơ sở giáo dục trường Trung học cơ sở Văn Phú, huyện Sơn Dương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 29 tháng 11 năm 2023. Cụ thể, khi cô H dạy tiết 4 môn âm nhạc tại lớp 6A, một số em học sinh lớp 7C sang lớp 6A dồn cô vào góc lớp, có phát ngôn và hành vi thiếu chuẩn mực đối với cô, nói tục, có hành vi xúc phạm giáo viên, quay video và đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau khi nắm thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã ban hành các văn bản, chỉ đạo các ngành chức năng và Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân sự việc, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có liên quan, theo đúng quy định của pháp luật. Ngày 25 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Duy Sáng bằng hình thức cảnh cáo. Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương thực hiện điều chuyển ông Nguyễn Duy Sáng nhận nhiệm vụ mới phù hợp, điều động ông Nguyễn Tiến Quyền, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Vân Sơn đến nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Văn Phú. Kỷ luật cảnh cáo cô giáo. Với cô giáo H, theo kết quả kiểm tra của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại trường, cô H đã có những phát ngôn không chuẩn mực với đồng nghiệp và học sinh, ngôn ngữ ứng xử chưa đảm bảo tính sư phạm. Trong sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 11 năm 2023 tại nhà trường, bản thân cô có phát ngôn xúc phạm đến học sinh, có hành vi cầm giày đuổi theo và vung tay về phía học sinh. Các video clip được đăng tải trên mạng xã hội Facebook và TikTok. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang xác nhận các hành vi trên đã vi phạm quy định về đạo đức nhà giáo, những điều viên chức không được làm, đã làm ảnh hưởng xấu, nghiêm trọng đến hình ảnh nhà giáo, môi trường giáo dục và tình hình an ninh trật tự địa phương. Ngày 27 tháng 12 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương ban hành quyết định thi hành kỷ luật đối với cô H bằng hình thức cảnh cáo. Đối với các cá nhân khác có liên quan đến sự việc ngày 29 tháng 11 năm 2023, được các cơ quan chức năng kiểm tra xác minh hành vi vi phạm chưa đến mức phải xem xét áp dụng hình thức xử lý kỷ luật, trường Trung học cơ sở Văn Phú làm rõ trách nhiệm và yêu cầu kiểm điểm rút kinh nghiệm sâu sắc. Kết quả xử lý đối với học sinh theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, chính quyền địa phương, nhà trường đã nhắc nhở, hỗ trợ, giúp đỡ trực tiếp để học sinh khắc phục khuyết điểm, khiển trách thông báo với cha mẹ học sinh nhằm phối hợp giúp đỡ học sinh khắc phục khuyết điểm, tạm dừng học ở trường có thời hạn 1 tuần và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với học sinh có vi phạm. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, đến nay nhà trường đã tổ chức việc dạy và học bình thường. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương sẽ tiếp tục theo dõi chỉ đạo để nâng cao chất lượng dạy và học. Những thông tin này cũng đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để không bỏ lỡ những thông tin thời sự mới nhất. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.